Chúc Bình kính chào Vinh Vathana, kính chào Ánh Bình Minh, kính chào Chandara, mến chào Thi An Lạc, kính chào Buông Bỏ, mến chào Xích Rạng Đông, kính chào Hiển Mộng, mến chào Châu Phan, mến chào Trang Thư, mến chào Xích Hành Kiểm, kính chào chị Phan Quang Liêm và cảm ơn Tâm Phương, Quang Thanh, mến chào Xích Ai Kim, mến chào Cẩm Vân, mến chào Thiếp Tâm Hương, mến chào Xích Hành Kiểm một lần nữa. Wow, Hành Kiểm vô hai đích nha. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chi Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chi Tôn Đức Tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Huynh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Rạng Đông đã mở room và cho nghe bài pháp của sư Tại Thanh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Con thấy đại đức Tịnh Đạt đã có trước mái đã cho con tín hiệu, con kính tri ân sư. Dạ, vậy bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh nắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt hướng dẫn và điều hộp ông bài pháp cú kinh 76, 77 và 78. Dạ kính chào nha gia nhân đang hưởng quê vào đạo tràng. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Phạm Thiên vẫn nhầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thói mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chúng ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để hướng dẫn và điều hợp chương trình ông bài ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính nhân mít đến sư. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ con Tịnh Đạt kính lễ chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Thượng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tại Đức. Dạ xin lỗi quý vị. Chuẩn bị tới giờ cầm mic. Tịnh Đạt có uống một ly sữa mà uống xong vừa uống xong tự nhiên nó bị nứt cục. Cho nên lúc nói chắc cũng hơi mệt một chút. Ây da. Đúng rồi. Tự nhiên nó nứt cục mà nó đang
dùng cái cách mình nín thở, nín thở này là uống miếng nước mà nó chưa có hết. Dạ bình thường cũng ít lắm quý vị, ít lắm cô Nhật Quỳnh. Mà hình như là lúc nãy là uống hơi vội, hơi vội mấy cái hớp sữa, hớp nước cuối á. Hình như là nó bị uống cái hơi do mình nuốt nó không có điều đặn á. Cái này mình điều tức hơi là tí xíu thì nó sẽ ổn thôi. Bịt kín hai lỗ tai hả? Là chắc cũng ổn ổn mà. Tại cái này không phải là mình bị bệnh thường thường khi mà do là cái mình đã nghĩ là do mình vội nuốt cái hơi nó vào nó bị giống như nó bị không có điều quá. Nhà bây giờ nó cũng ổn ổn rồi nè. Là tại vì sợ là lúc đang đọc thì nó tạo cảm giác hơi khó chịu. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ chắc cũng ổn ổn mà. Hay giờ bây giờ chúng ta tiếp tục cái sinh hoạt của diễn đàn. Dạ kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại buổi học ôn tập cuối tuần vào ngày Chủ nhật. Tình Đạt có một cái suy nghĩ, không biết là ở trên bao thoát này lâu quá cũng không, tình này cũng không có tìm hiểu, tức là đối với những cái vị mà có cái nick màu á, màu xanh màu tím á, thì hình như là có thể xem webcam không có giới hạn đúng không? Còn những vị nào mà nick màu còn lại á, màu đen á, thì bị giới hạn webcam cái thời gian lượng xem á. Thì vì Tịnh Đạt nghĩ rằng chắc trong tương trong trong tương lai tới thì lúc mà giảng thì Tịnh Đạt sẽ cố gắng, nếu mà mạng nét ổn định thì sẽ bật cái webcam lên. Quý vị có cái kinh nghiệm gì trong cái vấn đề này thì cho Tịnh Đạt hay nha. Dạ. nhưng mà nếu mà cái nickname của Tịnh Đạt mà màu xanh như vậy á, thì cái thời gian mà bật webcam nó có bị giới hạn hay là như thế nào không quý vị ha? Cái người bật webcam á. À. Dạ, không có giới hạn hả? Dạ. Dạ, cũng không biết làm sao, để hôm nào sẽ thử. Dạ đúng rồi, tại vì cái đường nét đó, tại sự thật sự bây giờ vào cái giờ giảng là không có dư dám sử dụng wifi chung của chùa mà phải đăng ký riêng để mà đảm bảo cái đường truyền, chứ wifi thì có lúc nhiều người sử dụng cùng một thời điểm đó thì nó sẽ yếu. Nhất là buổi tối này thì cái nhu cầu sinh hoạt sử dụng wifi nó nhiều hơn bình thường. Giờ ổn định rồi. Giờ hết bị nứt cục rồi. Tại vì bây giờ chúng ta quay lại cái bài học, thì cái chuyện đó thì để chúng ta thử nghiệm sao cái vấn đề mà mở webcam. Và kính thưa Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái ôn tập cuối tuần. Hôm nay là đầu tháng 12 rồi. Chuẩn bị chúng ta cũng gần hết cái năm 2021 rồi.
hôm nay thì chúng ta ôn tập đến câu kệ ngôn. Câu kệ ngôn số 76, 77 và 78. Những câu kệ ngôn của phẩm những câu kệ ngôn đầu tiên của phẩm Pandita Wakka phẩm Hiền Trí. Nhà Pandita Wakka phẩm Hiền Trí. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ lễ bái tam bảo tóm tắt để đi vào cái bài học ngày hôm nay. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādemi sokkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno kavato savaka sangho sanghang namami sathu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục qua cái phẩm kế tiếp là phẩm thứ 6, phẩm hiền trí. Ở phẩm hiền trí này thì chúng ta có từ câu 76 đến câu 89. Thì hôm nay chúng ta ôn tập 3 câu kệ đầu tiên của phẩm hiền trí là câu 76, 77 và 78. Và câu kệ ngôn này thì liên quan đến 3 cái tích truyện duyên sự. Thứ nhất là Đại Đức có tên là Ratha. Tích truyện Đại Đức có tên là Ratha. Cái tích truyện thứ hai ở trong câu 77 đó là tích truyện liên hệ đến nhóm các vị tỳ khưu gây phản cảm với các gia đình Phật tử đình cư sĩ, nhóm Asachi. Và cái tích truyện thứ ba ở trong câu 78 đó là liên quan đến Đại Đức Chana, Đại Đức Sana là vị thị giả kề cận với Đức Phật, với Thái Tử khi còn là Bồ Tát, khi chưa có xuất gia và chưa thành Phật, Thái Tử Siddhartha. Thì đó là ba cái tích truyện duyên sự mà chúng ta sẽ ôn tập cùng với ba câu kệ ngôn pháp cú ngày hôm nay. Dạ, bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bước vào bước đầu tiên, đó là sẽ ôn tập tập thể. Tình đại sẽ đọc một lượt ba câu kệ ngôn pháp cú này, sau đó sẽ mời quý vị chúng ta cùng cùng nhau để ôn tập lại, đọc lại, cũng như là duyên sự tóm tắt để ôn tập cho được, ôn lại những cái bài học, những cái kiến thức mà chúng ta đã được nghe, đã được giảng. Và bây giờ đã quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Pandita Wakka phẩm hiền trí, câu số 76. Câu số 76. Và quý vị nào có thể post cái câu pháp cú lên cho tất cả mọi người có thể theo dõi được ạ. Dạ, xà thủ. Pandita Wakka phẩm hiền trí, câu số 76. Ni thi năng qua ba qua tà năng. Dạ, xin lỗi. Ni thi năng qua ba qua tà răng. Yang ba se wa cha da si năng. Ni gây ha wa đinh mê tha vinh. Ta đi sang ban đi tăng pha chê. Ta đi sang pha cha ma na sa say yo ho ti na ba bi yo ni thi năng qua ba wa ta răng yang ba se wa cha da si năng ni ge ha wa ding me tha wing ta đi sang ban đi tăng pha chê. Ta đi sang pha cha ma na sa say yo ho ti na pa bi yo
Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Câu số 77. Ô wa đề ya nu sa se ya asapha cha ni wa ra ye satan hi so pi yo ho ti asatan ho ti api yo. Ô wa đề ya nu sa se ya asapha cha ni wa ra ye satan hi so pi yo ho ti asatan ho ti api yo. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác được người hiền kính yêu, bị người khác không thích. Câu số 78. Na pha chê pa pa kê mê tê Na pha chê pu ri sa tha nê tha mê Pha chê tha mê tê ka la ya nê Pha chê tha pu ri su ta mê Pha chê Na pha chê pa pa kê mê tê Na pha chê pu ri sa tha mê Pha chê tha mê tê ka la ya nê Pha chê tha bu ri su ta mê. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Nam mô Bụt Thầy Giá. Đó là chúng ta vừa ôn tập tập thể ba câu kệ ngôn pháp cú bằng tiếng Pali và bằng nghĩa Việt của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và giờ đây thì xin kính mời quý vị chúng ta cùng nhau tham gia cái buổi ôn tập cuối tuần này. Mỗi một tuần như vậy thì chúng ta chỉ ôn tập khoảng 3 đến 4 câu, 3 đến 4 câu pháp cú. Và trong 3 đến 4 câu pháp cú này đó, chúng ta gọi là ôn tập. Nhưng nếu chúng ta tác ý, có một tác ý nho nhỏ khéo léo, thì ngày Chủ Nhật tính theo giờ Việt Nam thì chúng ta, thay vì là chúng ta ôn tập cuối tuần, nhưng mà nếu mà chúng ta có thể, chúng ta suy nghĩ rằng trong cái buổi ôn tập này, những câu pháp cú mà chúng ta ôn tập này, chúng ta sẽ áp dụng trong cái tuần tới. Trong cái tuần tới là những câu hôm nay chúng ta ôn tập, chúng ta lắng nghe, chúng ta suy tư, chúng ta nghe, chúng ta đọc, rồi chúng ta suy tư về những cái câu này được đi lặp lại bởi những cái nhiều người khác nhau, thì chúng ta rút ra được một cái ý ở trong đó, rồi áp dụng cho cái tuần lễ kế tiếp cho đến ngày Chủ Nhật hôm sau. Thì nếu mà chúng ta làm được điều đó thì phải nói rằng chúng ta càng ngày càng tích lũy cái kiến thức, bài vở, và chúng ta càng tích lũy về cái kinh nghiệm tu tập, thì phải nói rằng chúng ta sẽ lớn mạnh ở trong Phật giáo.
Thì đó là một cái gợi ý nho nhỏ mà trong cái buổi ôn tập cuối tuần này. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta giơ tay cầm mic để mà cùng nhau ôn tập đọc lại Phật ngôn, Pháp Cú Kinh cũng như là cái duyên sự tóm tắt để gợi nhớ lại những cái bài học, bài giảng mà chúng ta đã tham gia. Và xin mời, bây giờ xin mời tất cả quý vị ạ. Dạ, vị nào Xuân Phong đầu tiên? Dạ, mời con Nhật Quỳnh ạ. Dạ, sa thú đành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tình Lạc đã từ bi hướng dẫn cho chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 76, 77 và 78. Dạ, Nhật Quỳnh cũng thấy bàn tay của Sích Cấm Phương và thấy tín hiệu của Cẩm Vân. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị. Dạ, con xin phép cầm bích trước để con mời Vinh Quốc Thanh Á. Dạ, nãy giờ Vinh Quốc Thanh Á mãi có vấn đề bất bài cho đạo tràng không có thấy. Nên Nhật Quỳnh kính mời Vinh, Vinh có thể. Dạ, không. Dạ, Nhật Quỳnh mời Vinh Quốc Thanh Á. Vinh có thể cầm mic và có thể có thử một bài lên nữa. Nhật Quỳnh mới gửi bài lại cho Vinh đó. Dạ, Vinh có thể post bài lên coi đạo tràng có thấy được không Vinh. Dạ, đó, bây giờ tốt rồi, thấy bài được, thấy bài 77 đó Vinh. Nhưng mà 76 thì chưa thấy. Dạ, cảm ơn Trần Đông. Dạ, bây giờ thì mời Tâm Hương nha, Tâm Hương ôn bài nào thì nói để cho Vinh Quách Thanh Á. À, phát bài, à, 76 cũng thấy được rồi Vinh. Dạ, tốt quá. Dạ, vậy bây giờ mời Tâm Hương. Dạ, thấy Tâm Hương đưa tay đầu tiên. Và mời tất cả quý vị trong đạo tràng, mời Cẩm Vân và mời tất cả. Dạ, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Huệ Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Tệ Đức, và dạ, con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Và dạ, con tưởng đâu là chị Nhật Huỳnh lên đọc trước, dạ, con chưa chuẩn bị, nhưng mà thôi để con xin đọc câu số 76. Dạ. Ni nằng quá ba quá tà rằng dần bát xề quá chát đắt si nằng ni cày ha quà gì đình dìm mê thà quỳnh ta đi sầm văn đi tăng phá chê ta đi sầm phát già mà nát xá xây vô hồ tí nát bà bi vô. Dạ, con mặt với màn hình con xóa nhỏ đọc khỏi. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như cái chỉ chỗ cho vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không có xấu. Dạ, con xin đọc bài kệ. Ni thi năng ba quan ta rằng dân ba xe qua cha đạt si năng ni gai pha qua đi mê tha quỳnh ta đi xâm băng đi tăng ba chế ta đi xâm pha ya ma nan sa say yo ho ti nai pa pi yo. Ni thi năng quá ba quan ta rằng dân ba chế quá cha na cha đàn di năng ni ga wa wa vi mê wa vinh ta ti tham băng ti tham ba chế ta si sang pha cha ma nan sa say yo ho ti na pa pi yo. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn
không có xấu. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc xong coi 76. À, ở đây dạ có cái gì đây? Dạ, 76 là Đại Đức Xá Lợi Phất thâu nhận được một người nghèo xuất gia để tỏ lòng biết ơn một muỗng vật thực mà người ấy đã dâng đến ngài. Vị tăng sĩ mới tên là Rá Đá luôn luôn tìm cơ hội học hỏi và tận lực chuyên cần theo lời dạy của thầy nên sớm đắc quả A La Hán. Đức Phật đề cập đến tinh thần hiếu học và luôn luôn sẵn sàng sửa mình của vị thánh tăng và kêu gọi các vị khác nên noi gương theo gương lành trong sạch ấy, phải xem người bạn huấn từ như là cái bậc hướng đạo, chỉ cho mình chỗ chôn giấu của cải vậy. Dạ, dạ câu 76 và con đã đọc xong. Dạ, kính cảm ơn chị Đặng Đông đã post bài thêm, không thôi là Tâm Phương cũng không có biết để mà đọc. Dạ. Dạ, sa thủ sư Tâm Phương. Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Thập Mà giá, nam mô Sa Ca giá. Con kính hạnh lễ Đức Phật, con kính hạnh lễ giáo pháp, con kính hạnh lễ Đức Tăng, con kính hạnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc bài pháp cú số 78. Na pa che pa pa ke mi te Na pa che phu ri sa tha me Pa che tha mi te ka ya ne Pa che tha phu Rishutame Na ba che ba ba ke nitte mitte Na ba che phu ri sa tha me Pa che tha mitte ka ya ne Pa che tha phu ri sut ta me Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân, hãy thân người bạn lành, hãy thân bậc thượng nhân. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Đại Đức Sa Nặc Chan Ná trước kia là người đánh xe cho Thái tử Sĩ Đạt Ta Xích Thác Thá, tỏ ra khó dạy và thường ương ngạnh với hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Mặc dù ba lần Đức Phật khuyên dạy thầy, nhưng cho đến sau khi Ngài nhập Niết Bàn, lúc đó thầy nhận ra lỗi lầm và chịu sám hối để khắc phục về sau. Đức Phật thường dạy thầy về sự lợi ích có bạn tốt và lưu ý rằng hai vị đại đệ tử là bạn tốt nhất của thầy. Dạ, cảm ơn đã đọc bài xong. Dạ, mến mời bàn tay của cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ, mời cô. Dạ, cảm ơn Quynh. Dạ, bây giờ thì Quynh xin đọc ạ.
quá ba quá ta năng văn bát sư quá chắc đát năng đề hát hòa đình nê tha huynh ta biết rằng ban biết rằng phát đề ta biết rằng ta biết rằng phát đạt ma nát phá thầy vô hồ tí nát bà biết vô ni thi năng quạt ni thi năng quạt ba quạt ta năng ta răng văn ban sơ quạt quạt cha đạt ni năng những gây ha quạt nề tha quên ta đi tăng ban đi tăng pha chê ta đi sang phát cha mà na ta thầy vô thì na ba thì vô thì năng qua ba qua ta răng nhân ba sơ nhân ba sơ qua cha đã thi năng gây hạ hoa đình mê tha huynh ta đi sang ban sang pha chi ta đi sang pha cha ma na sa đại ô ti na pa bi yo nếu thấy bậc hiện trí chỉ lỗi và hiển chắc như chỗ chuông vàng hãy thân cận người trí thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Cổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đại đức Xá Lợi Phất thâu nhận một người nghèo xuất gia để tỏ lòng hơn một muỗng vật thực mà người ấy đã dâng đến nhà. Vị tăng sĩ mới tên là Cá Thá luôn luôn tìm cơ hội học hỏi và tận lực chuyên cần theo lời dạy của thầy nên sớm đắc quả ánh. Đức Phật đề cập đến tinh thần hiếu học và luôn luôn sẵn sàng sửa mình của một vị thánh tăng và kêu gọi vị khác nên noi theo gương mình trong sạch ấy. Phải xem người, phải xem ban huấn từ như là bậc hướng đạo chỉ cho mình chỗ chôn giấu của cải vậy. Hết. Dạ cảm ơn chị Đặng Anh và Vinh Bắc Thanh Á đã bắt bà. Bây giờ chị xin mời vị kế tiếp. Chị xin xuống mít nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Trệ Duyên. Dạ, cảm ơn Thích Rạng Đông, cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Quang Thanh, cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh đại chư Tông Bình kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin sám hối với quý ngài và Đạo Tràng. Con có việc phải chạy ra ngoài nên con không biết vị nào đã lên ôn bài và vị nào chưa. Nên nếu vị nào chưa ôn bài thì kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ, sa thú mời quan tâm nha. Dạ, con kính cảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính cảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức và Quý Sư Hiện Thiện trong Đạo Tràng.
Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ đại duyên, cô tu nữ Ngọc Tấn. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 78. Na pha chê bà ba kê mít tê na pha chê bú ri sa thăm mê pha chê tha pha chê tha pha chê tha mít tê can ra nê pha chê tha bú ri sút ta mê Na pha chê ba ba kê mít tê Na pha chê bu di sa tha mê Pha chê tha mít tê can ra nê Pha chê tha bu ri sút ta mê Chớ thân với bạn ác, chớ thân kẻ tiểu nhân Hãy thân người bạn lành Hãy thân bậc thượng nhân đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, cho con xin duyên sự của cái câu pháp cú 78 này. Dạ, con cảm ơn cô Dạng Đông. Cảm ơn chú Quát Tha Ná đã bót câu bài. Đại Đức Sa Nặc Chan Chan Ná trước kia là người đánh xe cho Thái tử Sĩ Đạt Đa Siddhartha tỏ ra khó dạy và thường ương ngạnh với hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Mặc dù ba lần Đức Phật khuyên dạy thầy, nhưng cho đến sau khi Ngài nhập Niết Bàn, lúc đó thấy thầy nhận ra lỗi lầm và chịu sám hối để khắc phục về sau, Đức Phật thường dạy thầy về sự lợi ích có bạn tốt và lưu ý rằng hai vị đại đệ tử là bạn tốt nhất của thầy. Dạ, con kính cảm ơn cô Dạng Đông đã bót bài và chú Quát Tha Ná đã bót bài ạ. Dạ, con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Sa thú Sis Quang Thanh, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đà, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Ngọc Tấn, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 77. Ô quá đầy gia nô sa say giá a sắp pha cha ni hòa ra về Sa tăng hi so pi yo ho ti a sa tăng ho ti ap pi yo o wa đầy ya nu sa say ya a sap pha cha ni wa ra ye Sa tăng hi so pi yo ho ti a sa tăng ho ti ap pi yo Những người hay khuyên dạy ngăn người khác làm ác Được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Những người hay khuyên dạy, ngăn người khác làm ác. Được người hiền kính yêu, bị người ác không thích. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Sau đây con xin kính đọc duyên sự câu 77. Đức Phật yêu cầu hai vị đại đệ tử của Ngài khuyên dạy và răn đe nhóm tỳ khu là đệ tử của hai thầy có lối sống buông lung, gây phản cảm đến những gia đình cư sĩ. Ngài lưu ý hai vị ấy rằng hễ những ai không dâng lệnh hãy cho đọc tuyên ngôn trục xuất họ. Còn những ai dâng lệnh hãy dạy dỗ nhắc nhở họ. Vì người có nhận thức sẽ biết thương mến những ai khuyên dạy mình. Còn người đã không biết tôn trọng thì giàu có kỷ luật ắt không biết quý kính mà còn tỏ ra bất cần. Bản dịch đã hết. Kính mời Minh Bác Tha Ná.
Sathu sathu lần thầy chư tăng đồng nam mô Buddhaya nam mô Dhammaya nam mô Sanghaya. Kính đại lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung đà con xin kệ bài kinh pháp cú số 76 cũng như đọc diễn sự. Đã kính cảm ơn xin nhà trường cho biết nghe đó. cảm ơn quan thầy. Ni thi nang wa pa wa ta nang yang pa se wa cha da si nang ni gai ha wa din me tha vi ta di sang pa di tang pa che ta di sang pa ya mat na sa say yo ho ti na pa pi yo ni thi nang wa pa wa ta nang yang pa se wa cha da si nang ni gai ha wa din me tha win ta di sang pan di tang pa che ta di sang pa cha mat na san say yo ho ti na pa pi yo thi nang wa pa wa ta nang yang pa se wa cha da si nang ni gai ha wa ding me tha win ta si dang pan di tang pa che ta di sang pa cha ma na san say yo ho ti na pa pi yo. Nếu thấy bậc hiền trì chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Đại đức Xá Lợi Phất thâu nhận một người nghèo xuất gia để tỏ lòng biết ơn một mũ vật thực, dâng đến ngài tăng sắc luôn tìm cơ hội học hỏi và tận lực chuyên cần theo lời dạy của thầy nên sớm đắc A La Hán. Đức Phật đề cập đến tinh thần hiếu học và luôn luôn sẵn sàng sửa mình của vị thánh tăng và kêu gọi các vị khác nên nói theo gương lành trong sạch ấy. Phải xem người bạn huân từ như là bậc hướng đạo chỉ cho mình chỗ chôn giấu của cài vậy. Nam mô Phật Ca Da, còn xin được xuống mic. Cảm ơn xin tặng đồng. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Vinh Quốc Thanh Á. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Vinh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Vinh, cảm ơn Trích Đặng Đông cho Nhật Vinh biết được tín hiệu. Cảm ơn Sư Tâm Hương. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp cú kinh số 76. Vinh ơi, cho Nhật Vinh bài học nha. Dạ, cảm ơn Vinh. Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Ni thi năng quá ba quá ta năng dân ba sê quá cha đa si năng nếp gây hạ quả đinh mẹ thả vinh ta đi sang bàn đi tăng quá chê ta đi sang phá cha ma nạp sao say vô hộ ti na ba bi vô. Như thị năng quá ba quá ta răng dân ba sê quá cha đa si năng nếp gây ha quả đền mẹ thả viên ta đi sang bàn đi tặng ba chê ta đi sang ba cha ma na sao say vô hộ ti na ba bi vô. Nếu thấy bậc hiền chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Nị thị năng qua bà quạt ta răng dẫn ba xe quạt trà đạt si năng đẹp dậy ha qua đi mê tha quyên ta đi sang ban đi tặng ba chê ta đi sang ta đi sang pha cha ma na sa sẽ vô hô ti
Na ba vi yo. Dạ, cảm ơn Đặng Đông. Đại đức Xá Lợi Phất thâu nhận một người nghèo xuất gia để tỏ lòng biết ơn một muỗng vật thực mà người ấy đã dâng đến ngài. Vị trang sĩ mới tên là Rá Thá luôn luôn tìm cơ hội học hỏi và tận lực chuyên cần theo lời dạy của thầy nên sớm đắc đạo quả A La Hán. Đức Phật đề cập đến tinh thần hiếu học và luôn luôn sẵn sàng sửa mình của vị thánh tăng và kêu gọi các nên noi theo gương lành trong sạch ấy. Phải xem người bạn hướng từ như là bậc hướng đạo chỉ cho mình chỗ chôn giấu của cải vậy. Nam mô Bích Hà giá và dư sự đến đây đã hết. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con thích bài này. Con không có nhớ dư sự, nhưng con nhớ những lời của tiếng Việt của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ trông vàng, hãy thân cận người trí, thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Dạ, con tự nhắc mình khi được những vị hiền trí, ví dụ như chư tôn đức chỉ dạy những cái lỗi của con thì con rất là hoan hỷ để sửa, và con luôn nhớ rằng những vị nhờ những vị mà sửa lỗi cho con thì con sẽ tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, nên con rất là tri ân quý ngài đã sửa lỗi cho con. Và bây giờ thì con đã thấy con định kệ nữa mà con thấy hết giờ, nên con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt kết thúc buổi học ngày hôm nay để cho chúng con được học hỏi những điều hay lẽ tốt ạ. Dạ, con kính nhân Bích Tinh Sư. Dạ, sa thú sa thú lành thai. Dạ, một lần nữa xin được quan tán thán công đức cho quý vị cùng nhau tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh và cùng nhau ôn tập những câu Phật ngôn cũng như là những cái duyên sự tóm tắt. Còn được ít phút nữa thì Tịnh Đại xin trình bày thêm một tí xíu về cái những câu pháp cú này. Nhưng bây giờ Tịnh Đại thử mở cái webcam quý vị xem có bị âm thanh hay là có bị mạng nó có ổn định hay không. Để bật cái đèn. Quý vị có thấy được âm thanh, thấy được hình ảnh rõ không ạ? Âm thanh có bị gì hay không? Rồi. Cái âm thanh có bị vấn đề gì không quý vị hả? Dạ rồi, cảm ơn quý vị. Hiện tại thì ở Việt Nam, ở Bình Phước, chỗ Tịnh Đạt ở, không khí nó cũng là thấp. Thấp là so với hiện tại, so với lại cái bình thường đó. Bình thường là bây giờ là tầm khoảng 19-20 độ độ C thì và cộng với sương nữa thì phải nói là cái không khí nó lạnh. Ban đêm với lại buổi rạng sáng, còn ban ngày có mặt trời lên thì nó ấm, nó nóng bình thường. Dạ như vậy thì dạ quý vị, cảm ơn quý vị. Nếu mà ổn định tốt thì khi mà lần sau đến ngày thứ sáu Tịnh Đạt sẽ chuẩn bị, và khi mà giảng bài thì cũng sẽ on cam lên cho tất cả quý vị nào có thể xem được thì theo dõi.
Trong cái kỳ ôn tập này thì chúng ta bắt đầu những câu pháp cú trong cái phẩm hiền trí. Giống như Tịnh Đạt có trình bày từ ban đầu đó, thay vì chúng ta chỉ ôn tập để mà ôn lại những cái kiến thức chúng ta đã nghe, đã học, thì nếu mà chúng ta khéo tác ý những cái bài học này, chúng ta ứng dụng làm cái vốn bình phước ở gần ngài Trí Đức không? Và ngài Trí Đức thì ngài Trí Đức ở chùa nào? Ở Bình Phước này thì chỉ có ba chùa Nam Tông thôi, ba chùa Nam Tông Việt. Chùa Tịnh Đạt đang ở là chùa Tứ Phương Tăng, chùa thứ hai là của chùa Tam Bảo Thiền Đường, ngài Thiện Trí, Thiện Trí làm chủ trì, và chùa thứ ba là chùa Thanh Phúc cho sư cả Thiện Hòa, là ba chùa Nam Tông Việt ở tỉnh Bình Phước. Và còn chùa Ngọc Đạt thì ở Đồng Nai rồi. Và quay lại thì trong cái phẩm hiền trí này thì chúng ta khi mà chúng ta đọc, chúng ta học thì chúng ta có lưu ý một cái điểm như thế này. Đây là cái phẩm tổng kết những cái câu pháp cú liên quan đến những cách ứng xử, những cách sống của một bậc hiền trí và những người thân cận với bậc hiền trí. Đây là những cái lối sống, cách sống của những cái bậc hiền trí, và được hiểu đó là những bậc thánh, thánh nhân, và những người chung sống với những cái bậc hiền trí đó. Thì thưa quý vị rằng để nói cho rõ hơn đó, thì vì chúng ta nói bậc hiền trí, bậc thánh nhân đó, thì để cho nói rõ hơn ở trong cái đời sống của mình đó, thì Tịnh Đạt đưa ra bốn cái hạng người mà chúng ta có thể được áp dụng ở trong những cái liên quan đến câu, những câu pháp cú này. Cái hạng người thứ nhất đó là cái hạng người người trí, người hiểu rõ vấn đề, người biết rõ các cái vấn đề và biết rằng mình biết rõ cái vấn đề đó. Đó là người trí, người có năng lực và biết rõ rằng mình có năng lực. Thì cái hạng người này thì chúng ta có thể bắt gặp nó là những người sếp, những người thành công, những người chuyên gia trong các lĩnh vực. Và cái hạng người thứ hai đó là có năng lực, có tri thức, nhưng mà lại do tự thiếu tin hay là do cái khả năng của mình đó bị hạn chế, cho nên không có tự phát hiện rằng mình có cái năng lực đó, mình có cái khả năng đó. Nếu mà gặp được cộng hưởng, cộng sự hay là sống chung với những người chuyên gia ở cái hạng người thứ nhất đó, thì cái hạng người thứ hai này sẽ phát huy tối đa cái khả năng của mình. Tức là sống chung với người hiền trí thì cái người chuyên gia, cái người hiền trí đó sẽ chỉ ra cho cái người hạng người thứ hai hiểu rõ bản thân mình hơn. Cái hạng người thứ ba đó là không có năng lực, không có năng lực và có cái sự kém cỏi, nhưng mà bù lại là cái người này nhận biết, nhận thức được rằng mình đang kém cỏi, mình đang thiếu sót, cần phải phát triển, cần phải bổ túc. Cái hạng người thứ ba thì không có được may mắn đó là có cái tư chất thông minh, nhưng mà cái người này thì có cái sự siêng năng, cần cù siêng năng, bù thông minh. Thì nếu mà gặp cái hạng người thứ nhất, gặp người trí thức, người chuyên gia, thì cái hạng người thứ ba này vẫn còn cơ hội để mà
để mà phát triển, để mà cải thiện. Bởi vì có cái sự học hỏi. Chúng ta có nghe câu pháp cú đó là người ngu biết mình ngu vậy cũng thành trí, là ở ngang người thứ ba này. Tức là mình còn thiếu sót, mình còn kém cỏi, mình chưa có toàn đầy đủ, mình chưa có phát triển ổn định thì sẽ nhờ cái người người ta hướng dẫn và có sự học hỏi, có sự tầm cầu. Nhưng mà riêng đối với hạng người thứ tư là không biết, không có năng lực, không có khả năng. Nhưng mà tồi tệ là cái người này cũng không biết rằng mình không có năng lực. Quý vị có nghe kịp cái vấn đề không? Tức là người ngu tưởng mình trí, kẻ ấy thật chí ngu. Người ngu tưởng mình trí, kẻ ấy thật chí ngu. Mà cái hạng người thứ tư này đôi khi nó là chiếm cái tỷ lệ phần trăm ở trong cái đời sống mình nó nhiều hơn là ba cái hạng người kia. Bởi vì để mà trở thành một cái chuyên gia ở trong một cái lĩnh vực nó khó, cực kỳ khó, nó không phải là đơn giản. Nó cần phải trau dồi, cần phải chịu khó, siêng năng, học hỏi nhiều thứ lắm. Mà đa phần đó là tri kiến vay mượn, rồi học theo cách của người khác, rồi xem tin tức báo chí, rồi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu hết vấn đề, mình là chuyên gia, rồi mình ra bàn luận, mình ra nói như là một chuyên gia, thì lúc đó đang là hạng người thứ tư. Và cái hạng người thứ tư này, thưa quý vị, rằng nếu mình đang là trong cái trường hợp rơi vào cái tình trạng của hạng người thứ tư thì hãy soi xét lại và cố gắng chuyển hóa đi, cố gắng đừng có lún sâu vào cái hạng người thứ tư. Bởi vì cái hạng người thứ tư thì sẽ không có phát triển được. Thứ nhất là sao? Tự bản thân mình không có tự học, không có tự phát triển, và cái người chuyên gia, cái người hiền trí đó, người ta có muốn chỉ dạy, bởi vì chỉ dạy cũng không có được gì, không có cái tâm học hỏi thì chỉ dạy cũng như bằng không, tốn công tốn sức. Thì chí ít đi nữa thì chúng ta cũng phải thay đổi ở cái trạng người, ở cái loại người thứ ba, ở cái hạng người thứ ba. Thì đó là cái bốn cái hạng người mà Tịnh Đạt muốn muốn trình bày với quý vị ở trong cuộc sống của mình, liên quan đến cái phẩm hiền trí mà chúng ta đang ôn. Bởi vì trong cái hẩm hiền trí này, quý vị sẽ bắt gặp những cái hình ảnh những vị hiền trí và những người sống chung với những người hiền trí. Và trong đó thì Đức Phật Ngài cũng khuyên sống với người hiền trí thì có những lợi ích gì, và sống với người ngu si thiểu trí thì bị cái hậu quả gì. Đó là những cái bài học mà Đức Phật Ngài muốn nhắc nhở và cũng muốn cho chúng ta có được cái cuộc sống an lành với cái người cộng sự của mình, với cái người sống chung với mình. Thì ngày hôm nay chúng ta vừa kết thúc cái buổi ôn tập cuối tuần với ba câu kệ ngôn 76, 77 và 78. Kính thưa quý vị, thì tuần sau, chủ nhật tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục tiếp tục cái phần ôn tập cuối tuần liên quan đến ba cái tích truyện duyên sự ngày Maha Kappina, liên quan đến câu số 79 Sayi Pandita, liên quan đến câu pháp số 80 và Đại Đức Lakuntaka Patiya, liên quan đến câu pháp cú số 1. Thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục là ba câu 79, 80 và 81.
Dạ, quý vị lưu ý để chúng ta có thể ôn tập tốt đẹp cho cái lần hôm sau. Và bây giờ thì cũng hết cái giờ sinh hoạt của Duyên Đạo Phúc Cứ Kinh. Một lần nữa tình này xin được chúc quý vị diễn đàn Pháp Cú Kinh và tham gia lớp học ôn tập cuối tuần này. Và nguyện cầu Tam Bảo hộ trì cho Chư Tăng và tất cả quý vị luôn được sự an vui ở trong Phật Pháp. Nam Mô Bụt-tha-yá. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, thế nào thì được xuống đi. Sao Đức Tịnh Đà đã hướng dẫn chúng con ôn tập cuối tuần ngày Chủ nhật ngày hôm nay, và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đà và ân hiệu của sư. Và sư có mất trong con sông. Dạ thưa không ạ. Cái đó là cái tín hiệu bật camera đó cô Tập Bóng Văn ơi. Bóng Văn trở lại nha. Dạ, dạ, con kính tri ân sư. Dạ, và chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước ba. Con kính dân mít đến sư. Bà quả tư sắp bằng mang lăng ra khăn tư sắp bà huy nè sà đà sà tì quân tê tư sắp đê quả tư sắp bằng mà tư tê bà quả tư sắp bằng mang lăng ra khăn tư sắp bê đê quả tư sắp bằng sáng khá nè bà huy nè sà đà sà tì quân quân tư tê. Tất cả phương văn cho đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho qua tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu. Dạ, sa thú. Sa thú kính tri ân thượng tọa minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng